chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Cô dâu 65 tuổi bất ngờ tung MV đầu tay, chuẩn bị lấn sân showbiz. MV đầu tay của cô dâu 65 tuổi là nhạc phẩm vô cùng nổi tiếng, đa tạ của nhạc sĩ Anh Việt Thu, Mới đây, cô dâu bất ngờ tung MV đầu tay của mình lên trang cá nhân, nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bài hát được cô dâu Nguyễn Thị Hoa chọn quay MV là nhạc phẩm đa tạ vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Việt Thu. MV được quay khá đơn giản, chỉ là những cảnh cô dâu 65 tuổi đi qua đi lại trong công viên và diễn xuất theo lời bài hát. Trong MV, cô dâu Nguyễn Thị Hoa mặc hai bộ trang phục khác nhau, cô khéo léo dùng thêm đôi kính và túi sách để làm điểm nhấn. Ngay khi xem hình ảnh trong MV của cô dâu 65 tuổi, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ giật mình. Nhiều lời khen dành cho giọng hát ngọt ngào của cô dâu 65 tuổi, tuy nhiên không ít người cho rằng chị đang cố làm lố thêm hình ảnh của mình. Có thể nói rằng cô dâu 65 tuổi đang tận dụng cơ hội được nhiều người quan tâm để liên tục sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cảm xúc của cô dâu 65 tuổi, cô muốn thể hiện bản thân mình. Ý kiến khác cho rằng cô dâu 65 tuổi đang tự bôi xấu hình ảnh của mình khi làm nhiều trò lố trên mạng xã hội. Những ý kiến bình luận từ cư dân mạng khi xem MV của cô dâu Nguyễn Thị Hoa như sau. Tuổi này mà hạnh phúc được như vậy là quá đạo đức rồi, cố gắng lên cô. Ai nói gì kệ họ. Ui hay quá, chị Hoa làm nhiều clip hay đi, còn chuyện hạnh phúc thì mình đừng úp lên, cho ném đá, phiền não, chị cứ để hưởng thụ. Hay quá chị ơi, chị cứ như vậy, ca hát cho mọi người nghe, sẽ thấy thoải mái hơn, không ai chờ bới nữa. Em chúc chị vui vẻ hạnh phúc. Hát hay thì không khó, bây giờ cái gì cũng thấy đổi được mà. Nhưng thôi, cứ hát để mọi người đỡ ném đá. Được chị cứ vui ca hát, lấy thêm vài chồng tùy chị, nhưng chị hạn chế khoe chuyện phòng thè. Thì không ai chửi chị, hạn chế khoe tình yêu, vậy nhà chị. Thời gian gần đây, cuộc sống của hai vợ chồng có phần đảo lộn vì một vài sự cố và ồn ào không đáng có. Đặc biệt, cô dâu 65 tuổi vấp phải sự mỉa mai công kích của cộng đồng mạng khi trong một số đoạn live stream, vợ chồng cô Thu Sao tiết lộ chuyện thường xuyên bị chồng Tây bạo hành đối xử không tốt. Tuy nhiên, bỏ ngoài ta những lời xì xào đàm tiếu, cặp đôi chị Hoa và anh Johnny khá hạnh phúc, thỉnh thoảng lên trang cá nhân mình, chị Hoa chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của hai vợ chồng. Sau tất cả những chuyện ồn ào trên, mới đây trên báo Đất Việt, cô dâu 65 tuổi Nguyễn Thị Hoa cho biết, vì bản thân cô có tuổi nên không làm được việc gì, chi tiêu hàng tháng phụ thuộc vào con cái, cho bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Tôi làm gì có tiền của đâu mà nhiều người nói là chồng tôi theo tôi vì có nhiều tiền. Chúng tôi quen nhau 2 năm nay rồi, anh ấy nói thương, yêu tôi quá nhiều nên tôi mới chấp nhận. Từ ngày quen và có tình cảm với anh Johnny, 24 tuổi đến từ Pakistan, là tôi nói luôn sẽ không qua nước đó để sinh sống. Tuy nhiên chồng tôi có nói là không qua đó sống, nhưng có tiền thì đi du lịch một chuyến sang đó, ở khách sạn rồi điện cho cha mẹ, chị gái anh ấy đến để gặp mặt nhau. Mặc dù tôi chưa sang nhưng giữa tôi với gia đình anh ấy vẫn rất hay điện thoại nói chuyện với nhau. Theo bà Hoa, từ ngày anh Johnny sang Việt Nam ở với bà, anh này vẫn chưa xin được công việc chính thức, chưa có tiền nên vợ chồng bà chi tiêu rất tiết kiệm. Nhiều người đồn anh Johnny rời khỏi Việt Nam hay giữa hai người có mâu thuẫn và anh Johnny đánh bà nhưng bà cho rằng những thông tin đó hoàn toàn không chính xác. Không có chuyện anh Johnny đánh tôi, chúng tôi giận dối nhau thì có chỉ một lúc thôi chứ không giận lâu. Cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc, tôi có tuổi nhiều rồi. Hôm đau lưng, chồng tôi xoa bóc cho tôi đỡ đau. Nhiều hôm đi giày, chồng tôi còn buộc cả dây giày cho. Đi lên bậc thềm cố dắt tay tôi lên. Do chưa có công việc, anh ấy sống tiết kiệm lắm. Bởi nghĩ tiết kiệm được là cho mình chứ cho ai đâu. Lúc mới sang Việt Nam, anh Johnny đưa tôi 2.000 đô la Mỹ. Giờ tôi vẫn còn giữ số tiền đó. Trước đây ở Pakistan chồng tôi làm chủ thầu xây dựng nên những hình ảnh chồng tôi đi xây dựng do tôi chụp đều là những hình ảnh thực tế, đã là chồng rồi vợ nuôi chồng cũng được, chồng nuôi vợ cũng được, cái đó không sai, bà Hoa chia sẻ thêm. Chúng tôi tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.